Suka thì có một dòng sản phẩm đó là Suka Q5. Nhưng mà chúng ta vẫn đang lăn tăn, đang loay hoay cũng như là đang chưa phân biệt rõ được cái dòng Q5 này nó có những sản phẩm gì và nên mua dòng sản phẩm gì. Vậy thì hôm nay em sẽ mời mọi người cùng em chúng ta đi xem là đối với cái bộ dàn âm thanh nhà mình, đối với cái sở thích nghe nhạc của mình thì nên chọn sản phẩm nào là phù hợp nhé. Nào, mời mọi người cùng theo dõi. Xin chào mọi người đã quay trở lại với video của Ngành Số Hà Nội. Dần dần giải mã DAC đã là một cái thiết bị không thể thiếu trong cái cuộc chơi âm nhạc của mọi người. Không nhất thiết cứ phải là người chơi chuyên thì chúng ta mới cần đến giải mã DAC. Trong điện thoại cũng có chip giải mã DAC, ở trong TV cũng có. Rất nhiều các thiết bị số bây giờ phát ra âm thanh đều có giải mã DAC. Thế nhưng nếu như trong bộ dàn là sao một anh nếu như chúng ta sang anh hàng xóm và thấy cái bộ dàn của người ta không thấy một chiếc giải mã đâu nhưng vẫn chơi được nhạc số một cách ngon lành thì có thể nó đã được tích hợp sẵn trong chiếc âm ly, hoặc có thể là một cục chuyển quang thôi, nó cũng là một cái thiết bị giải mã. Và tất nhiên là trong cái cuộc chơi giải mã này nó có nhiều phân khúc khác nhau, mỗi phân khúc thì lại có nhiều sản phẩm khác nhau. Đối với anh em mới bắt đầu vào chơi, chúng ta không nên quá đầu tư vào những cái sản phẩm giá trị cao. Có thể nó sẽ cho chúng ta một cái học phí khá là đắt. Vậy nếu như ở cái phân khúc tầm bình dân, phân khúc cho những người mới chơi, chưa biết rõ là cái giải mã DAC này nó có thay đổi được chất âm hay không, nó có cải thiện được nhiều hay không, thì chúng ta có thể quan tâm đến một dòng sản phẩm của Suka, đó chính là Suka Q5. Suka Q5 thì đã có mặt tại thị trường Việt Nam từ khá là lâu rồi, đang có một cái chỗ đứng cực kỳ vững chắc trong lòng người dùng. Đối với những khách hàng mà đã từng trải qua, đã từng sử dụng Q5 thì mọi người thấy là cho chúng ta một cái âm thanh rất là dày dặn, dày đều các dải, tiếng bass rất là căng, rất là nảy, rất là chắc. Và chúng ta ngoài việc nghe nhạc chất lượng cao ra thì chúng ta có thể hoàn toàn chơi karaoke một cách cực kỳ thì hoàn toàn có thể chơi karaoke một cách cực kỳ là phù hợp. Với cách sử dụng, phương thức sử dụng cũng rất là đơn giản. Ở đây chúng ta có 3 dòng: Suka Q5N, Suka Q5 Pro và cao nhất là Suka Q5 Plus. Sự khác nhau ở đây đó là Suka Q5N. Đây mọi người ơi, em sẽ để lên trước nha. Suka Q5N này nó là một dòng sản phẩm không sử dụng Bluetooth. Chúng ta có thể để ý rằng là các cổng đầu vào có coaxial, optical và USB. Đây là ba cổng đầu vào thuần túy và nó không sử dụng Bluetooth. Đó. Đây cũng là dòng sản phẩm thấp nhất của Q5 với mức giá là 1 triệu 6. Thì ở đây nếu như đối với những người thấy nhạc Bluetooth chất lượng nó không có cao, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng sản phẩm này với cái con chip đến từ ESS Technology là con 9018Q2M. Đây là cái con chip được lắp ráp trên những cái dòng sản phẩm khá là nổi tiếng của Tobin đó, và mọi người có thể thấy rằng là cái chip này cũng đến từ một thương hiệu chuyên về chip DAC rất là nổi tiếng, ESS Technology, nên là cái độ tin tưởng thì hoàn toàn chúng ta có thể đặt được niềm tin. Và ở đây Q5N này nó cho chúng ta một cái nút volume giữ cố định, tức là khi mọi người bật max volume, bật volume lớn nhất, thì khi chúng ta tắt, chúng ta bật trở lại, cái volume đó nó vẫn nhớ. Nó ưu việt hơn so với những dòng sản phẩm khác, ví dụ như X6 MK2 thì mỗi lần mọi người mở lại cái volume chúng ta lại phải bật lại, nó không có lưu, thì đó là một cái sự bất tiện khá là nhiều. Bên cạnh đó thì cái cổng đầu vào nó cũng lưu luôn cho chúng ta nhé. So với những cái dòng khác như em vừa nêu á, thì mỗi lần bật lên thì chúng ta phải lựa chọn lại toàn bộ từ đầu, từ cổng đầu vào đến âm lượng, thì ở đây Suka Q5N nó lưu cho mọi người. Rồi, đấy là về Suka Q5N. Tiếp theo đến một sản phẩm nâng cấp của Suka Q5N, đó chính là Suka Q5 Pro. Suka Q5 Pro về mặt ngoại hình khá tương đồng với Suka Q5N.
với cái chỉnh volume cũng như vậy. Và thay vì là volume vô cực thì ở đây Suica Q5 Pro có cái mức cố định của volume to và không thể thay đổi được nữa. Đó, không thể vặn thêm được nữa và bé. Tất nhiên vẫn mang những cái đặc trưng của Q5N, đó là nó sẽ lưu cho mọi người các cái chế độ đầu vào cũng như là âm lượng. Đúng không nhỉ? Một bản nâng cấp, cái gì tốt ta giữ lại. Và ở đây chúng ta có thêm một cổng, đó là cổng Bluetooth. Đó. Tất nhiên khi thêm cổng Bluetooth thì một số các linh kiện bên trong nó cũng sẽ được nâng cấp theo. Ví dụ như là tụ, ví dụ như là chip. Cụ thể ở đây nó sử dụng con chip Bluetooth là QCC3038 nhé, đã được nâng cấp rồi. QCC3038 là một dòng chip của Qualcomm chuyên sử dụng, chuyên sản xuất những dòng chip Bluetooth cao cấp trong những sản phẩm giải mã DAC. Và đối với Q5 Pro thì cho chúng ta đến 3 con chip xử lý. Một con CM6642, một con CS8416 và một con CS4398. Rõ ràng là việc sở hữu trong mình nhiều con chip xử lý mỗi cổng riêng biệt thì nó cho chúng ta cái chất lượng âm thanh, cái việc giải mã nó cũng khá là mượt mà. Suica Q5 Pro cho mọi người hai lựa chọn, có thể lựa chọn màu bạc hoặc chúng ta có thể lựa chọn màu đen. Đây, mọi người thấy không? Rất là phù hợp cho chúng ta lắp trong bộ dàn nhà mình, có thể màu bạc hoặc có thể màu đen. Ok. Và dòng cao cấp nhất trong các sản phẩm của Suica Q5 đó chính là Suica Q5 Plus. Đây mọi người có thể thấy một cái thiết kế hoàn toàn là nâng cấp, vuông vắn hơn, vẫn giữ độ bóng bẩy và phía trước có một cái mặt nhôm rất là sáng. Thay vì so với Suica Q5N và Suica Q5 Pro chỉ có hai cổng tai nghe, đó, thì ở đây Suica Q5 Plus cho chúng ta thêm một cổng nữa, đó là cổng thu âm. Và thu âm này khi chúng ta dùng với máy tính có thể liên lạc được với mọi người, gọi video call rất là tốt. Hoặc chúng ta có thể thu âm lại được cái lời chúng ta hát karaoke và chúng ta đẩy lên Facebook, đẩy lên YouTube cũng rất là hay. Đây mọi người thấy không ạ? Đấy là cái cải thiện thứ nhất. Về cái chỉnh âm lượng, chúng ta có cái chỉnh âm lượng là vô cực với hai bên, một bên là ghi chữ min là nhỏ nhất và một bên max maximum tức là lớn nhất. Nó cũng được thiết kế trông rắn giỏi hơn, trông tinh xảo hơn và tinh tế hơn. Ok, ở đây Suica Q5 Plus cao cấp hơn ở một điểm, đó chính là nó có thể chơi được nhạc 32 bit. So với Suica Q5N và Suica Q5 Pro chỉ chơi tối đa là 24 thì Q5 Plus đã cho chúng ta chơi đến 32 bit, 384 kHz và tất nhiên có thể chơi được nhạc đi 256. Rõ ràng đây là một cái việc nâng cấp cho chúng ta những cái trải nghiệm âm thanh mới. Hoặc nếu như chúng ta chưa có điều kiện chơi nhạc DSD, hoàn toàn 1-2 năm tới người ta có thể đẩy DSD, đẩy 32 bit lên YouTube thì với Suica Q5 Plus chúng ta hoàn toàn có thể chơi được. Và việc mà Suica Q5 Plus đuổi kịp cái xu hướng chơi nhạc chất lượng super, tức là chất lượng rất cao đó, là một cái trải nghiệm cực kỳ là phù hợp đối với người dùng. Ở phía mặt đằng sau đó. Ở đây ngoài cái việc sử dụng con chip là ES9018K2M, cũng là một dòng chip của NS Technology, nó còn sở hữu cho chúng ta một con chip Bluetooth, đó là con QCC5125, là một con chip Bluetooth cao cấp nhất của Qualcomm, lắp trên những cái dòng đáp thậm chí lên hàng 20-30 triệu vẫn lắp. Ví dụ như SML SU10 có mức giá là 19.900.000 vẫn đang lắp con chip QCC5125 này. Đấy. Vậy thì mức giá ở đây Q5 Plus chỉ có 2.450.000, còn Q5N thấp nhất là 1.600.000, Q5 Pro là 1.900.000. Nếu như chúng ta chỉ chơi YouTube, chúng ta chơi cổng quang từ TV thì chúng ta có thể lựa chọn sản phẩm Suica Q5N. Mọi người chú ý nhé. Chúng ta muốn nâng cấp hơn, chúng ta muốn mượt mà hơn một xíu và có thêm Bluetooth, Q5 Pro là một cái lựa chọn rất là phù hợp.
Và chúng ta có một kho nhạc, chúng ta có thể chơi từ máy tính. Chúng ta có thể muốn trải nghiệm nhạc 32 bit, nhạc DSD là những cái định dạng nhạc cao cấp cho chúng ta một cái trải nghiệm hoàn toàn mới, thì chúng ta có thể sử dụng lựa chọn Suica Q5 Plus. Có một cái điều khác biệt nho nhỏ ở đây nữa em cũng muốn giới thiệu đến mọi người, đó là mọi người có thể nhìn thấy cổng USB trên Suica Q5N và trên Suica Q5 Plus, đó chính là cổng USB-B. Ở đây chúng ta có thể cắm trực tiếp dây OTG, một đầu kết nối vào điện thoại, một đầu kết nối vào DAC như thế này, là chúng ta hoàn toàn có thể chơi từ điện thoại với những ứng dụng chơi nhạc chất lượng cao như Tidal, Spotify hoặc Keyboard một cách rất là thuận tiện. Đây. Nhưng đối với Suica Q5 Pro, chúng ta lại không thể sử dụng một sợi dây này được. Chúng ta bắt buộc phải sử dụng nối. Bởi vì ở đây nó là sử dụng cổng USB-A. Đây mọi người này. Nên cái đầu USB nó phải như thế này. Và chúng ta phải cần thêm một sợi dây OTG nữa. Đây, cái sợi dây OTG này em hay thường gọi là OTG 15 phân. Có dòng của Samsung và có dòng của iPhone. Chúng ta phải đấu thêm vào. Đây, chúng ta phải nối thêm. Và sau đó chúng ta cắm vào điện thoại để chơi. Rõ ràng cái việc đấu thêm như thế này ít nhiều nó cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh. Mọi người thấy không ạ? Đây là chơi từ điện thoại và cổng USB nhé. Còn lại tất cả các cổng còn lại đều như nhau. Đó là một cái sự khác biệt nho nhỏ cũng gây ra cái hơi hơi một chút lấn cấn thôi. Đó. Một thằng thì chỉ sử dụng một dây OTG thôi là ok rồi. Còn một thằng thì phải sử dụng cái đầu nối như thế này. Nha, để chúng ta lựa chọn làm sao cho phù hợp. Ok. Về mặt âm thanh, rõ ràng những sản phẩm nâng cấp thì sẽ cho chúng ta một cái âm thanh tốt hơn, mang đậm phong cách của Suica Q5, đó là tiếng rất là lực, rất là dày, độ trong suốt cao. Thì chắc chắn dòng Suica Q5 này sẽ cho mọi người một cái trải nghiệm âm thanh đáng để chúng ta hy vọng, đáng để chúng ta bỏ từng đồng ra. Bên cạnh đó, về chính sách bảo hành, tại Nhạc số Hà Nội sẽ bảo hành chính hãng cho mọi người 12 tháng và lỗi đổi mới trong vòng 90 ngày. Tức là nếu như lỗi của sản phẩm, bọn em có thể hoàn toàn đổi cho mọi người một sản phẩm mới trong vòng 90 ngày. Mọi người chú ý điều đó nhé. Còn nếu như lỗi do người dùng, ví dụ chúng ta làm chập điện, chúng ta uống cà phê và lỡ tay đổ nước vào, nó bị cháy, thì cái đó chúng ta phải sửa chữa. Nhá, mọi người chú ý nhé. Hoặc có thể linh động và bọn em vẫn bảo hành cho, tùy vào cái nhu cầu cũng như mong muốn của khách hàng. Bên cạnh đó thì mỗi sản phẩm này sẽ được kèm thêm quà tặng, đó là dây quang hoặc dây AV và tất nhiên là miễn phí vận chuyển toàn quốc. Video vừa rồi em có giới thiệu cái sự khác nhau cũng như là lựa chọn sản phẩm nào phù hợp với cái bộ dàn âm thanh nhà mình đối với ba sản phẩm Suica Q5N, Suica Q5 Plus và Suica Q5 Pro. Mọi thắc mắc mọi người hãy liên hệ với em qua hotline là 0766 030 050. Em sẽ hỗ trợ mọi người 24/24. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe.